Kinh Bản Sự, quyển 5, phẩm 2, hai pháp, phần 3. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xu nên biết có hai loại bố thí, đó là một tài thí, hai pháp thí. Tài thí có hạng người, hay bố thí vô số thức ăn uống ngon bổ, hương liệu, dòng hoa, y phục, xe cộ, phòng xá, đồ nằm, của cải, đèn đuốc, thuốc men, chữa bệnh, sở hết tất cả những thứ như vậy để bố thí cho người khác, gọi đó là bố thí tài vật. Pháp thí có hạng người, vì tất cả những người khác giảng thuyết chánh pháp đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa hoàn hảo, đầy đủ pháp thanh bạch phàm hạnh. Khi các hữu tình nghe xong thoát khỏi pháp sinh già bệnh chết ưu sầu khổ não đóng bức, đó gọi là pháp bố thí giáo pháp. Đối với hai loại tài thí và pháp thí này là vi diệu tối thượng bậc nhất. Ví như ở thế gian, sữa từ bò mà ra, lạc từ sữa mà ra, sinh tô từ lạc mà ra, từ sinh tô cho ra thục tô, từ thục tô cho ra đều hồ. Và đối với tất cả các vị sữa bò này thì đều hồ là tối thượng thắng diệu hơn hết. Cũng vậy trong hai loại tài thí và pháp thí là tối thượng thắng diệu bậc nhất. Đối với pháp thí, ai là người thực hành pháp thí đúng đắn? Chỉ có Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, tiền tệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, tu nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Khi ấy Đức Thế Tôn đáp lại nghĩa này và nói kệ: trong hai loại bố thí, pháp thí đứng hàng đầu. Người thực hành pháp thí thiện thệ là trên hết. Trong ruộng thọ tài thí, Như Lai đứng hàng đầu. Thí tài không bền chắc, chúng sinh nhận pháp thí. Tài thí giúp chúng sinh được đời sống an lạc. Pháp thí khiến người nhận cuối cùng đạt niết bàn. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xu nên biết có hai loại cúng tế, hai loại đó là một cúng tế tài vật, hai cúng tế pháp. Cúng tế tài vật đó là có hạng người cúng tế vô số thức ăn uống ngon bổ, hương liệu, dòng hoa, y phục, xe cộ, phòng xá, đồ nằm, của cải, đèn đuốc. Cúng tế những loại như vậy gọi là cúng tế tài vật. Cúng tế pháp là có người cúng tế pháp nơi khế kinh, ống tụng, ký biệt dài, tha tự thuyết bản sinh, phương quảng, vị tằng hiểu, dùng vô lượng pháp môn, đúng như lý, tuyên thuyết, trình bày, xây dựng, phân tích, chỉ dạy, đó gọi là pháp. Đối với hai loại cúng tế tài vật và cúng tế pháp này, thì cúng tế pháp là tối thượng, thắng diệu, bậc nhất. Ví như ở thế gian, sữa từ bò mà ra, lạc từ sữa ra, sinh tô từ lạc mà ra, từ sinh tô cho ra thuộc tô, từ phục thuộc tô cho ra cho đều hồ, là đối với tất cả các vị nơi sữa bò này thì đều hồ, và tối thượng thắng diệu hơn hết. Cũng vậy trong hai loại cúng tế tài vật và cúng tế pháp, thì cúng tế pháp là tối thượng thắng diệu bậc nhất. Trong việc cúng tế pháp, ai là người thực hành cúng tế pháp một cách đứng đắn? Chỉ có Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiền thể thế gian giả, vô thượng trượng phu, thi nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Khi ấy Đức Thế Tôn thắc lại nghĩa này và nói kệ: trong hai loại cúng tế pháp đứng đầu, người hành cúng tế pháp thiền thể là trên hết. Trong ruộng cúng tế tài, Như Lai đứng hàng đầu. Cúng tài không bền chắc, chúng sinh cúng tế pháp. Chúng sinh cúng tài vật được đời sống an lạc, người cúng tế chánh pháp cuối cùng đạt niết bàn. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xu nên biết những người tu hành khi tập hợp nhau có hai việc làm: một, nói đúng pháp; hai, im lặng. Do nói đúng pháp nên xét biết người đó có đức, xét biết người đó có đức nên càng kính tin nên đi đến chỗ của người đó để gần gũi hầu hạ, cầu nghe chánh pháp. Còn nghe chánh pháp nên chăm chú nghe không tán loạn. Chăm nghe không tán loạn nên nghe pháp được thông suốt và ghi nhớ. Thọ trì pháp, quán sát mục đích ý nghĩa của pháp. Khi quán sát mục đích ý nghĩa của pháp nên có thể chấp nhận pháp, suy nghĩ chấp nhận pháp. Khi suy nghĩ kỹ, xin ưa thích xong, có được năng lực xong, có thể cân nhắc đo lường. Do cân nhắc đo lường nên lựa chọn, do lựa chọn nên giác ngộ ngay sự thật, liền tự thấu rõ. Sự sinh của ta đã dứt và mình đã lập, việc đáng làm đã xong, không còn ta sinh nữa. Do im lặng nên tâm được yên tĩnh, thanh tịnh trong sáng, không có tì vết, lìa tùy phiền não. Chánh biết khắp, có thể luyện cho thân tâm an trụ bất động, có thể phát sinh khai triển. Phát sinh khai triển nên nhận biết đúng như thật, nhận biết đúng như thật nên nhàm chán chối từ. Nhàm chán chối từ nên lìa dục xong để được giải thoát. Giải thoát xong tự thấu rõ, ta đã giải thoát, sự sinh đã dứt và mình đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Biết sao các ông nên giảng nói rõ pháp như trên,
Nên nhận biết rõ pháp như trên, ai có thể làm được như vậy thì mới gọi là đích thực nhận lấy ngọn cờ của chư Phật. Ngược lại, không phải là mọi người tập hợp lại để cùng nói năng hí luận mới có thể nhận biết đúng đắn về thật tướng của các pháp, có thể đoạn trừ các lậu trên đất Niết Bàn. Ta thường nói vậy, sự biết rõ các pháp như trên nên được gọi là người đứng đầu nhận lấy ngọn cờ của chư Phật. Khi ấy, Đức Thế Tôn tác lại nghĩa này và nói kệ: Hành giả khi tập hợp cần phải làm hai việc là im lặng yên tịnh và nói đúng chánh pháp. Do nói đúng chánh pháp và yên lặng thanh tịnh biết thao tướng các pháp cuối cùng chứng Niết Bàn. Nên biết xua các ông, ai nói rõ pháp trên mới là người chân thật nhận ngọn cờ của Phật. Ta thường ở trong chúng giảng thuyết pháp rõ ràng, thế nên gọi bậc nhất dương cao ngọn cờ Phật. Ai nâng cờ chánh pháp giảng thuyết và tu hành mau thoát sinh tử đạt Niết Bàn cứu cánh. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Sư nên biết, khi nói năng những bí số nào suy nghĩ trái với giáo pháp theo ý tưởng tham dục sân giận tàn hại, bí số như vậy gọi là người ác, người thực hành sơ suất cẩu thả, người có những hành động tương với nhiều ác làm phương tiện, nên đối với sự đoạn trừ, với sự lìa bỏ không còn được thiện hữu gần gũi bảo hộ, phóng dật biến trễ tinh tấn thấp kém, quên mất chánh niệm tỉnh giác, tâm loạn không định, buông tà các căn, không có nhận thức xuất ly, không biết xuất ly, không có chánh tuệ như thật, là người đến ma ác pháp ác bất thiện bị hàng phục do ma ác pháp ác bất thiện làm tăng trưởng tất cả pháp ác bất thiện. Khi im lặng, các bí số nào suy nghĩ ra với giáo pháp nói rộng ra cho đến làm tăng trưởng tất cả pháp ác bất thiện, bí số như vậy các người đồng phạm hạnh có ý chê bai của trách đối với người đó ta cũng không khen ngợi. Bí số như vậy thì được xuất gia thọ giới cụ túc, nhưng gọi đó là người ngu si, có ác tuệ, ưa thích nơi hữu. Thế nên các ông phải học như vậy, ta phải dùng phương tiện gì để đoạn trừ suy nghĩ trái với giáo pháp, và dùng phương tiện gì để tu tập suy nghĩ đúng với giáo pháp. Bí số các ông nên học như vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn tác lại nghĩa này và nói kệ: Khi nói năng im lặng, can buông lung tạo ác, không vâng lời ta dạy là người si tối tâm. Nên bí số các ông siêng tu không phóng dật, lìa suy nghĩ trái pháp, nên tư duy đúng pháp. Các ông ai siêng năng nói im không phóng dật, không lo vượt sinh tử chứ niết bàn vô thượng. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí số nên biết khi nói năng, cái bí số nào suy nghĩ đúng với giáo pháp, với ý tưởng xuất ly, không sân hận, không tàn hại, bí số như vậy gọi là người nhiều thiện, người không thực hành sơ suất cẩu thả, người có những hành động tương ứng nhiều với thiện làm phương tiện đối với sự đoạn trừ lìa bỏ, luôn luôn được thiện hữu thân cận bảo hộ bằng pháp thiện phấn dật tinh tấn dũng mãnh chánh niệm tỉnh giác tâm định không loạn dự kính các căn, có nhận thức xuất ly thì biết xuất ly đạt chánh tuệ như thật, là người sẽ bỏ pháp ác bất thiện của ma ác, hàng phục pháp ác bất thiện của ma ác, làm tổn hại tất cả pháp ác bất thiện. Khi im lặng, các bí số nào suy nghĩ đúng với giáo pháp nói rộng ra cho đến làm tổn giảm tất cả các pháp ác bất thiện, bí số như vậy được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Bí số như vậy gọi là người xuất gia chân thật thọ giới cụ túc, người có nhiều trí tuệ, người không ưa các hữu, gọi là người không si. Thế nên các ông nên học như vậy, ta phải tu tập theo phương tiện nào để đoạn trừ suy nghĩ ra với giáo pháp. Bí số các ông nên học như vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn tôi đắc lại nghĩa này và nói kệ: Khi nói năng im lặng, các căn không tạo ác, vâng theo lời ta dạy là người trí thông tuệ, tư duy tu xuất ly và không nhận không hại, có chánh kiến xuất ly thì biết đúng như thật, hàng phục các ma ác và pháp ác bất thiện, đoạn hẳn các phiền não, chứng cứu cánh niết bàn. Nên biết số các ông siêng tu không buông lung, nên tư duy đúng pháp, tránh suy nghĩ trái pháp. Các ông ai siêng tu nói im không phóng dật, mà vượt khỏi sinh tử, chứng niết bàn vô thượng. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Sư nên biết, Bí Sư hữu học có hai loại năng lực. Hai loại đó là: một, năng lực lựa chọn; hai, năng lực tu tập. Thế nào là Bí Sư có năng lực lựa chọn? Nghĩa là có hạng Bí Sư hữu học. Khi sử dụng các thứ y phục, ẩm thực, phòng xá, đồ nằm, thuốc men chữa bệnh, của cải, đều lựa chọn một cách rõ ràng, không phải không chọn lựa mà liền sử dụng. Đối với y phục, ẩm thực, phòng xá, đồ nằm, thuốc men chữa bệnh và của cải, chứ có được thì không quá mong cầu. Đối với y phục, ẩm thực, phòng xá, thuốc men chữa bệnh và của cải đã được rồi thì không quá đắm chấp, chấp nhận chịu đựng những sự đói khát lạnh nóng mũi mồng rắn rít xúc chạm, chịu đựng những lời hủy báng mắng giết của người khác, cố gắng chịu đựng những sự đau đớn
cay đắng dữ dội, khó chịu đờn từ trong cơ thể phát sinh ra, cướp đoạt mạng sống, chịu đau khổ khó chữa trị, nhẫn nhục, chịu đựng tất cả những việc rất khó nhẫn ở thế gian. Lựa chọn rõ ràng ba loại hành ác thuộc thân ngữ ý để quán chiếu về quả khổ dị tục không thể ưa thích của pháp quá khứ hiện tại vị lai. Cho nên suy nghĩ thế này: tại này quyết định phải đoạn trừ ba loại ác hạnh thuộc thân ngữ ý, tại này quyết định phải tu ba loại thiện hạnh thuộc thân ngữ ý. Có thể nhận biết đúng đắn về lỗi lầm có ba loại ác hạnh là nhận biết đúng đắn về công đức của ba loại thiện hạnh. Đã nhận biết đúng đắn rồi thì siêng đoạn ác hạnh, siêng tu thiện hạnh để sửa đổi bản thân, làm cho bản thân được thanh tịnh, lìa các tội lỗi. Đó gọi là năng lực lựa chọn ban đầu của Bí Xô hữu học. Thế nào là Bí Xô có năng lực tu tập? Nghĩa là có hạng Bí Xô hữu học. Những điều đã ghi nhớ, tất cả đều thuận với giác chi không trái. Những trạch pháp tinh tấn hỷ khởi an định xả đã được, tất cả đều thuận với giác chi không trái. Tu niệm giác chi đều y chỉ nơi sự chán bỏ, sẽ lực y chỉ nơi diệt trừ và hồi hướng về cả, về xả. Tu tập trạch pháp tinh tấn hỷ khởi an định xả giác chi đều y chỉ nơi sự chán bỏ, sẽ lực y chỉ diệt trừ và hồi hướng nơi xả. Như vậy gọi là năng lực tu tập của loại Bí Xô hữu học. Đó gọi là hai năng lực của Bí Xô hữu học. Khi ấy, Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: các Bí Xô hữu học lược có ba năng lực, lựa chọn và tu tập, dẹp trừ quân ma ác, thấy lỗi xấu nên đoạn, biết diệu đức nên tu, nhẫn nhục và tư duy, gọi năng lực lựa chọn, y chỉ chán lìa diệt và hồi hướng về xả, để tu bảy giác chi, gọi năng lực tu tập. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, do hai loại pháp diệt hết, nên chết hai pháp đó là: một, nghiệp hiện tại; hai, tuổi thọ. Do nghiệp hiện tại chấm dứt và do tuổi thọ chấm dứt nên quyết định chết. Khi nào nghiệp hiện tại còn, cái tuổi thọ còn; khi nào tuổi thọ còn, cái nghiệp còn. Vì sao? Vì hai pháp này luôn luôn hòa hợp nhau, không lúc nào là không hòa hợp. Hai pháp này không thể sắp đặt phân tích tách rời cho rằng hiện tại có nghiệp, lúc khác có thọ; hiện tại có thọ, lúc khác có nghiệp. Nếu nghiệp thì có thọ, nếu thọ thì có nghiệp. Nếu không có nghiệp thì không có thọ, nếu không có thọ thì không có nghiệp. Giống như đốt đèn thì có ngọn lửa và phát ra ánh sáng. Nếu có ngọn lửa thì có ánh sáng, nếu có ánh sáng thì có ngọn lửa, nếu không có ngọn lửa thì không có ánh sáng. Nếu không có ánh sáng thì không có ngọn lửa. Nghiệp và thọ cũng như vậy. Nếu có tuổi thọ thì có nghiệp, nếu không có nghiệp thì không có tuổi thọ, nếu không có tuổi thọ thì không có nghiệp. Hai pháp này diệt hết thì liền chết. Khi ấy, Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: hai pháp thường theo nhau là nghiệp cùng với thọ. Nghiệp có thọ cũng có, nghiệp không thọ cũng không. Nghiệp thọ chưa tiêu mất, hiệu tình chưa thể chết. Nghiệp thọ nếu diệt tận, hàm tức sẽ chết ngay. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, có hai loại hành chúng sinh ở thế gian cùng nhau tạo tác hai hành, đó là: một, hành đưa đến chết yểu; hai, hành đưa đến trường thọ. Thế nào là hành đưa đến chết yểu? Nghĩa là có hạng người vì tánh hung bạo, thường ưa sát sinh, sát hại mạng sống các loài vật, tự làm việc sát hại các chúng sinh không xót thương hổ thẹn, tự làm việc giết hại các chúng sinh cho đến chậm đạp sát hại các loài trùng kiến. Đó gọi là hành đưa đến chết yểu. Thế nào là hành đưa đến trường thọ? Nghĩa là có hạng người xa lìa việc sát sinh, vứt bỏ dụng cụ sát sinh, thương xót hổ thẹn, thì làm việc giết hại chúng sinh cho đến dẫm đạp sát hại các loài trùng kiến. Đó gọi là hành đưa đến trường thọ. Như vậy gọi là có hai loại hành chúng sinh trong thế gian cùng nhau tạo tác. Khi ấy, Đức Thế Tôn có tác lại nghĩa này và nói kệ: hữu tình trong thế gian lược có hai loại hành, do hai hành sai biệt mạng sống có dài ngắn, thường ưa việc sát sinh, hung bạo, tay với máu, không xót thương hổ thẹn, chắc chắn bị chết yểu. Thường ưa lìa sát sinh, vứt bỏ các dụng cụ hổ thẹn và thương xót, nhất định được trường thọ. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, hay do hai loại hành tướng nên tâm mới chấp giữ tướng. Hai hành tướng đó là: một, hành tướng của đối tượng được duyên; hai, hành tướng tác ý. Tất cả những tướng gì mà tâm đã chấp thủ, đang chấp thủ, sẽ chấp thủ đều do hai loại hành tướng này. Biết sao các ông, do hai hành tướng này nên cần phải chánh tinh tấn để nắm rõ được hoàn toàn tướng của tâm. Nắm rõ được hoàn toàn tướng của tâm rồi, nó tác ý đúng tướng của tâm,
tác ý đúng tướng của tâm rồi nên quán sát trọn vẹn. Quán sát trọn vẹn rồi nên an trụ hoàn toàn. An trụ hoàn toàn rồi nên giống như địa giới, chánh tinh tấn tu tập cùng tấp, không thiếu sót nên giống như thủy giới, hòa giới phong giới, chánh tinh tấn tu tập cùng cấp, không thiếu sót. Bí xô nên biết với như địa giới, nếu trong đó vứt bỏ đầy các loại phận uế, bụi dại, máu mủ, các vậy tịnh và bất tịnh, tuy vứt đầy trong đó như vậy, nhưng địa giới chưa từng tỏ ra vui buồn, thuận nghịch cao hay thấp. Nên giống như địa giới an tâm như vậy, chánh tinh tấn tu tập cùng cấp, không thiếu sót, là giống như địa giới chánh tinh tấn tu tập cùng cấp, không thiếu sót. Tuy gặp vô số các duyên thuận nghịch, nhưng tâm không phân biệt tính toán so đo, hoàn toàn không do nhân duyên sai biệt ấy mà tâm thành cao hay thấp. Lại như thủy giới, hòa giới, phong giới, nếu trong đó vứt bỏ đầy các loại phận uế, bụi dại, máu mủ, các vật tịnh và bất tịnh, tuy vứt đầy trong đó như vậy, nhưng thủy giới, hỏa giới, phong giới chưa từng tỏ ra vui buồn, thuận nghịch cao hay thấp. An tâm như thì đồng như nơi thủy giới, hỏa giới, phong giới. Chánh tinh tấn tu tập cùng khắp không thiếu sót, tuy gặp vô số các duyên thuận nghịch, nhưng tâm hoàn toàn không phân biệt tính toán so đo, tâm hoàn toàn không do nhân duyên sai biệt này mà trở thành cao hay thấp. Do định này mà đối với thân thể có nhận thức này, và trong tất cả những tướng của đối tượng được duyên bên ngoài chấp lấy ngã ngã sợ, kiến chấp về mạng phiền não được được phục và được diệt hoàn toàn. Đối với hai loại kia, tâm vượt khỏi hẳn, xa lìa tất cả tướng tịch tịnh, an ổn, hoàn toàn giải thoát. Đối với sở đắc, danh vang, tiếng khen, sự vui thích, tâm không vui mừng hơn. Đối với cái khổ bị suy kém, hủy nhục, chê bai, tâm người đó cũng không buồn rầu. Đó gọi là vượt qua tám pháp của thế gian. Tâm người đó bình đẳng giống như đất, nước, lửa, gió ở thế gian. Tám pháp thế gian không thể làm cho cấu nhiễm. Khi ấy, Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ. Tâm thô động khó điều, mau lẹ không gì bằng, danh tinh tấn giữa tướng là sản xuất ở đời. Khéo giữa tướng tâm rồi, lại tác ý quan sát, chánh niệm an trụ tâm xuyên tô đồng bốn giới. An trụ đúng như vậy, vứt bỏ hết các dục, đối tám pháp thế gian, hoàn toàn không cấu nhiễm. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết có hai loại pháp, tuy chống trái nhau, chưa thuộc hòa hợp, nhưng trong đó không hề thiếu sót gián đoạn. Hai pháp đó là sinh và tử. Vì như bóng tối và ánh sáng ở thế gian, tuy trái ngược nhau, chưa từng hòa hợp, nhưng ngay trong đó không thiếu, không gián đoạn. Khi ánh sáng phát sinh thì bóng tối ẩn mất, khi bóng tối xuất hiện thì ánh sáng liền lui. Sinh và tử cũng như vậy, chúng thường trái chống nhau, chưa từng hòa hợp, nhưng ngay trong đó không thiếu sót, gián đoạn. Khi pháp sinh xuất hiện thì pháp tử ẩn mất, khi pháp tử xuất hiện thì pháp sinh ẩn mất. Khi ấy, Đức Thế Tôn tác lại nghĩa này và nói kệ, như ánh sáng bóng tối luôn luôn trái nghịch nhau, nhưng giữa hai pháp ấy chưa từng có gián đoạn. Sinh tử cũng như vậy, tuy thường cùng trái nhau, nhưng giữa hai pháp ấy chưa từng có gián đoạn. Sinh tử gốc vô minh, tâm ức do nước ái nên sinh tử tiếp nối không lúc nào gián đoạn. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết có hai trường hợp chết, đó là một, chết không điều phục; hai, chết có điều phục. Thế nào là chết không điều phục? Nghĩa là các hạng phàm phu ngu tối không hiểu biết, chưa được gần của các bậc thiện sĩ chánh kiến, chưa nhận biết rõ pháp của các bậc thiện sĩ, đối với pháp ấy chưa tự điều thuận, người đó tùy theo nhận thức cho rằng sắc tức là ngã, sắc thuộc về ngã, sắc ở trong ngã, ngã ở trong sắc. Người đó tùy theo nhận thức cho rằng thọ tức là ngã, thọ thuộc về ngã, thọ ở trong ngã, ngã ở trong thọ. Người đó tùy theo nhận thức cho rằng tưởng tức là ngã, tưởng thuộc về ngã, tưởng ở trong ngã, ngã ở trong tưởng. Người đó tùy theo nhận thức cho rằng hành tức là ngã, hành thuộc về ngã, hành ở trong ngã, ngã ở trong hành. Người đó tùy thuận theo nhận thức cho rằng thức tức là ngã, thức thuộc về ngã, thức đặt ở trong ngã, ngã ở trong thức. Mắt thấy sắc xong, chấp thủ tướng đó, chấp thủ theo cái đẹp. Cho nhân duyên ấy, ngay ở nơi nhãn căn của người đó không thể chánh niệm, phòng giữ tự chủ được nên khởi lên sự tham ưu. Nên có cho lượng pháp ác bất thiện theo tâm tuôn ra không thể ngăn chặn. Ngay nơi nhãn căn của người đó không thể phòng giữ, buông thả nhãn căn. Để đến các cảnh giới, thân nắm vị ngọt của sắc, tâm họ bị trói buộc quá nhiễu. Vì sự thân nắm này nên họ chịu khổ lâu dài, chịu khổ mãnh liệt, chịu khổ phơi bờ bến, tăng thêm nhiều thân bị đâm chảy máu, tăng thêm nẻo đường mênh mông, quạnh quẻ qua lại vô lượng lần trong các nẻo địa ngục bàn sinh ngạ quỷ, trong các nẻo trời người Atula,
chịu khổ dữ dội đều do nhãn căn không được điều phục. Hoặc khi tai nghe tiếng xong, mũi ngửi hương xong, lưỡi nếm vị xong, thân xúc giác xong, ý biết pháp xong, chấp giữa nơi tướng đó, chấp giữa cái đẹp. Do nhân này, ý căn của người đó không thể chánh niệm phòng hộ tự chủ, nên phát sinh tham ưu, liền có dư luận pháp ác bất thiện theo tâm tuôn ra không thể ngăn chặn. Ngay nơi ý căn của người đó không thể phòng giữ buông thả ý căn đến các cảnh giới thanh đóng vị ngọt của pháp, tâm người đó bị trói buộc với nhiễu do tham này nên chịu khổ lâu dài, chịu khổ mãnh liệt, chịu khổ vô bờ, tăng thêm nhiều, thân bị đâm chảy máu, tăng thêm nẻo đường mênh mông hiu quạnh, qua lại vô lượng lần sinh trong cõi địa ngục bàn sinh ngạ quỷ, trong các nẻo trời người Atula chịu các khổ kịch liệt đều do ý căn không được điều phục, nên gọi đó là cái chết chưa được điều phục. Thế nào là cái chết đã được điều phục? Nghĩa là các đệ tử đa văn của hiền thánh, đại thần của các bậc thiện sở chánh kiến đã nhận biết pháp của bậc thiện sĩ, đối với pháp của bậc ấy đã tự điều phục, tự điều thuận, không tùy thuận theo nhận thức. Sắc tức là ngã, sắc thuộc về ngã, sắc ở trong ngã, ở trong sắc, không tùy thuận theo nhận thức. Thọ tức là ngã, thọ thuộc về ngã, ở trong thọ, không tùy thuận theo nhận thức. Tưởng tức là ngã, tưởng thuộc về ngã, tưởng ở trong ngã, ở trong tưởng, không tùy thuận theo nhận thức. Hành tức là ngã, hành thuộc về ngã, hành ở trong ngã, ở trong hành, không tùy thuận theo nhận thức. Thức tức là ngã, thức thuộc về ngã, thức ở trong ngã, ở trong thức. Mắt thấy sắc xong, không chấp giữ tướng đó, không chạy theo cái đẹp. Do nhân duyên ấy, ngay là nhãn căn của người đó chánh niệm hoàn toàn, phòng hộ tự chủ, nên không sinh tâm ưu vô lượng các pháp ác bất thiện theo tâm tuôn chảy, để có thể ngăn chặn không cho theo tâm hiện bày. Nhãn căn của người đó được phòng giữ hoàn toàn, không buông thả đến các cảnh giới, không tham vị ngọt của sắc trói buộc với nhiều tâm, không do sự tham này mà chịu khổ lâu dài, chịu khổ mãnh liệt, chịu khổ vô bờ, tăng thêm thân bị đâm chảy máu, tăng thêm nẻo đường mênh mông hiu quạnh, không còn qua lại, sâu trong cõi địa ngục ngạ quỷ bằng sơn, trong các nẻo trời người Atula chịu khổ kịch liệt, đối với nhãn căn đã được điều phục hoàn toàn. Lúc như vậy, ta nghe tiếng xong, mũi ngửi hương xong, lưỡi nếm vị xong, thân xúc chạm xong, ý biết pháp xong, không chấp chặt tướng đó, không chạy theo cái đẹp đó. Do nhân duyên này, ngay nơi ý căn của người đó chánh niệm hoàn toàn, phòng hộ tự chủ, nên không sinh tham ưu, có vô lượng pháp ác bất thiện theo tâm chảy ra để bị ngăn chặn. Ngay nơi ý căn của người đó chánh niệm được phòng giữ hoàn toàn, không buông thả ý căn đi đến các cảnh giới, không tham vị ngọt của pháp trói buộc quá nhiều tâm họ, không do việc tham này mà chịu khổ lâu dài, chịu khổ mãnh liệt, chịu khổ vô bờ, tăng thêm thân bị đâm chảy máu, tăng thêm nẻo đường mênh mông quạnh quẽ, không còn qua lại, sinh trong cõi địa ngục ngạ quỷ bàn sinh, trong các nẻo trời người Atula chỉ các khổ kịch liệt đều do ý căn được điều phục hoàn toàn. Như vậy gọi là cái chết có điều phục. Bí sâu nên biết, người chết không được điều phục, chìm đắm trong vô lượng biển khổ sinh tử, và người chết có điều phục sẽ vượt qua vô lượng biển khổ sinh tử, đó gọi là hai cái chết. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn thương lại nghĩa này và nói kệ, lược nêu các hữu tình, có hai loại pháp chết, điều phục không điều phục hoàn toàn không có ba. Chết mà không điều phục, quyết định vào các nẻo, chịu các khổ luân hồi, qua lại vô lượng lần. Người đã chết đã điều phục, không đọa trong nẻo ác, ngay trong cõi trời người, chứ sạch hết các khổ. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết tất cả các pháp lược có hai loại, đó là một tạp nhiễm, hai thanh tịnh, nên quán sát đúng đắn chỉ có một pháp sinh ra. Vì sao? Vì ai ngay nơi một pháp có thể giữ gìn hoàn toàn thì đối với tất cả pháp có thể giữ gìn hoàn toàn, à đối với một pháp không thể giữ gìn hoàn toàn thì đối với tất cả pháp không thể giữ gìn hoàn toàn. Một pháp là gì? Đó là tâm của chúng sinh, à đối với tâm không thể giữ gìn thì không thể giữ gìn thân ngữ ý nghiệp. Ai không thể giữ gìn thân ngữ ý nghiệp thì người như vậy, tức là người thân ngữ ý nghiệp đã bị bại hoại, thân ngữ ý nghiệp đều bại hoại nên tâm của người đó có sự vẩn đục cấu uế. Người có tâm vẩn đục cấu uế mà có thể nhận biết đúng đắn về việc lợi lạc cho mình, việc lợi lạc cho người, việc lợi lạc cho cả hai thì không có lẽ đó. Có thể nhận biết đúng đắn ý nghĩa của lời nói tốt, ý nghĩa của lời nói ác thì không có lẽ đó. Có thể chứng được tất cả pháp của bậc thượng nhân thù thắng, trí kiến của bậc thánh đích thực thì không có thể có lẽ đó. Vì sao? Vì tâm của người đó vẫn đục cấu uế. Vì như các tòa lâu đài hiện có ở thế gian, nếu ngay nơi trung tâm không được che lập thật kính, thì xà vách đoạn tay đều bị cháo thấm nước. Do xà vách đoạn tay bị thấm nước nên tất cả đều bị hư hại hết. Lại như các ao hồ nơi thế gian, do gần sóng lạc tôm ấp nên bị vẩn đục nhơ nhớp. Người có mắt sáng đứng trên bờ ao, chú ý quan sát các loại cá rùa
bò, hến, đá, sỏi hiện có trong ao. Dù đã đi đứng quanh khắp bờ ao, nhưng rất khó có thể thấy rõ được vì xe bị nước trong ao, hồ bị vẩn đục nhơ nhớp. Cũng vậy, ai đối với tâm không thể giữ gìn thì không thể giữ gìn thân ngữ ý nghiệp. Ai không thể giữ gìn thân ngữ ý nghiệp thì thân ngữ ý nghiệp của người đó đã bị bại hoại. Thân ngữ ý nghiệp bại hoại nên tâm người đó có sự vẩn đục câu ế. Tâm người đó có sự vẩn đục câu ế mà có thể nhận biết đúng đắn việc lợi lạc cho mình, việc lợi lạc cho người, việc lợi lạc cho cả hai thì không có việc ấy. Có thể nhận biết đúng đắn nghĩa của lời nói tốt, nghĩa của lời nói ác thì không có lẽ đó. Có thể chứng được tất cả pháp của bậc thượng nhân thù thắng, trí kiến của bậc thánh đích thực thì không có lẽ đó. Vì sao? Vì tâm người đó có sự vẩn đục câu ế. Ai có thể khéo giữ gìn được tâm thì có thể khéo giữ gìn thân ngữ ý nghiệp. Ai có thể giữ gìn hoàn toàn thân ngữ ý nghiệp thì có như vậy, tức là người thân ngữ ý nghiệp hoàn toàn không bại hoại. Thân ngữ ý nghiệp không bại hoại nên tâm người đó không vẩn đục câu ế. Người tâm không vẫn được câu ế thì có thể nhận biết đúng đắn việc lợi lạc cho mình, việc lợi lạc cho người, việc lợi lạc cho cả hai. Điều đó có thể được, có thể nhận biết đúng đắn nghĩa của lời nói tốt, nghĩa của lời nói ác. Điều đó có thể được, có thể chứng được tất cả pháp bậc thượng nhân thủ thắng, tri kiến của bậc đạt thánh đích thực. Điều đó có thể được. Vì sao? Vì tâm người đó không bị vẫn đục câu ế. Bây giờ các tòa lâu đài hiện có ở thế gian, nếu như ở ngay nơi trung tâm được chia lập kín đáo đầy đủ, thì xà vách đòn tay hoàn toàn không bị tâm ướt. Do xà vách và đòn tay không bị tâm ướt nên tất cả không bị hư hoại, là như ao hồ nơi thế gian đều cách xa cấm làng, thôn ấp đều không vẩn đục nhơ nhớp. Người có mắt sáng đứng trên bờ chú ý quan sát các loại cá rùa, sò hến, sỏi, đá hiện có trong ao. Do đi đứng quanh khắp bờ ao nó rất dễ nhìn thấy. Vì sao? Vì nước trong ao không bị vẩn đục nhơ nhớp. Cũng vậy, chúng sinh ai giữ gìn được tâm thì có thể giữ gìn hoàn toàn thân ngữ ý nghiệp. Ai có thể giữ gìn hoàn toàn thân ngữ ý nghiệp thì người như vậy, tức là có thân ngữ ý nghiệp hoàn toàn không bại hoại. Thân ngữ ý nghiệp không bại hoại nên tâm người đó không vẫn được câu ế. Người tâm không vẫn được câu ế thì có thể nhận biết được thắng là việc lợi lạc cho mình, việc lợi lạc cho người, việc lợi lạc cho cả hai. Điều đó có thể được, có thể nhận biết đúng đắn nghĩa của lời nói tốt, nghĩa của lời nói ác. Điều đó có thể được. Có thể chứng được tất cả pháp bậc thượng nhân thù thắng, trí kiến của bậc thánh đích thực chân chánh. Điều đó có thể được. Vì sao? Vì tâm người đó không bị vẩn đục câu ế. Biết sao nên biết, tâm tạp nhiễm nên hữu tình tạp nhiễm, tâm thanh tịnh nên hữu tình thanh tịnh. Nên hai pháp thanh tịnh và tạp nhiễm đều nương tựa nơi tâm, từ tâm sinh ra. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã tác lại nghĩa này và nói kệ: ai không giữ gìn tâm thì hưởng theo các dục, thường dung đuổi phóng dật, không việc gì không làm. Ai khéo giữ gìn tâm, không tự thuận các dục, không dung đuổi phóng dật, phòng hộ được tất cả. Người thông minh ở đời phòng hộ thân ngữ ý, không tạo các điều ác, gọi trượng phu trí dũng. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: biết sao nên biết, có hai loại trí kiến làm cho các hữu tình lần lượt gây oán hại cho trái nhau. Hai loại đó là hữu kiến và vô kiến. Có những sa môn hay bà la môn chấp nhận hữu kiến, thường làm theo hữu kiến, đam mê hữu kiến thì cùng với những người yêu thích vô hữu kiến trái chống oán hại nhau, đề cao hữu kiến cho là hơn hết. Có những sa môn hay bà la môn chấp nhận vô hữu kiến, làm theo vô hữu kiến, đánh giáp vô hữu kiến cùng với những người ưa thích hữu kiến, lần lượt trái chống oán hại nhau, đề cao vô hữu kiến cho là bậc nhất. Nếu có những sa môn hay bà la môn đối với sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt, sự đối lầm nguy hiểm, sự xuất ly của hai kiến này mà không dùng trí tuệ chân chánh để nhận biết đúng như thật, ta nói người ấy là hạnh không có trí. Kiến là người không có, là người có tham sân si, có sai trái, có hại, không có tuệ, không sáng suốt, không thể thoát khỏi pháp sinh già bệnh chết ưu sầu khổ não tiêu đốt, không thể giải thoát khỏi các khổ nơi sinh tử. Nếu có sa môn hay bà la môn nào đối với sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt, sự lỗi lầm nguy hiểm, sự xuất ly của hai thứ kiến chấp này có thể dùng trí tuệ chân chánh để nhận biết đúng như thật, ta nói người ấy là hạng người có trí. Kiến là người không tham sân si, không sai trái, không hại, có tuệ, có sáng suốt, quyết định có thể thoát khỏi các pháp sinh già bệnh chết ưu sầu khổ não tiêu đốt, quyết định có thể giải thoát khỏi khổ lớn nơi sinh tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn mới đáp lại nghĩa này và nói kệ: thế gian cho hai kiến lần lượt chống trái nhau, đây kia gây oán thù,
hữu kiến, vô hữu kiến. Đối với các kiến này, ưa thích không thể liệt. Đó là kẻ ngu si, luôn khen mình chê người. Ai không biết tập diệt vị hoạn xuất kiến này, bị thương tên độc kiến, bị cho mình che lấp. Đầy đủ tham sân si, không trí tuệ soi sáng, quyết không thể giải thoát khổ sinh già bệnh chết. Ai thấy tập diệt vị hoạn xuất của kiến này, tên độc kiến không hại được, phải vô minh đen tối, xa liền tham sân si. Đầy đủ trí tuệ sáng, quyết định được giải thoát, hết sinh già bệnh chết. Lại nữa, tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết có hai chánh kiến, nên suy xét, lường tính, quan sát kỹ càng. Ai lường tính quan sát kỹ thì có thể đắc điều chưa đắc, thông điều chưa thông, chứng điều chưa chứng, vượt khỏi ưu sầu, diệt hết khổ não, hội nhập chân lý, đạt cam lồ, chứng niết bàn. Thế nào là hai? Nghĩa là tất cả chánh kiến ở thế gian này và chánh kiến xuất thế gian. Thế nào là chánh kiến thế gian? Nghĩa là có một hàng người phát sinh nhận thức như vậy, lập luận như vậy, quyết định có bố thí, có lãnh thọ, có cúng tế, có nghiệp thiện ác, có ba di tục, có thế gian ở đây, có thế gian ở kia, có cha, có mẹ, có các chủng loại hữu tình hóa sinh ở nơi thế gian, có các hàng sa môn, bà la môn, chánh trí, chánh hành ở thế gian này và thế gian kia, tự nhiên thông đạt, tác chứng, làm thọ. Như vậy gọi là chánh kiến thế gian. Các thánh đều được đưa vào chánh kiến thế gian đã nói này, để suy xét, lường tính, quan sát, lương giả chánh kiến thế gian đã nói ấy, để có thể làm cho chúng sinh giải thoát hoàn toàn, những pháp sinh và bệnh chết ưu sầu của nạn thiếu đốt không. Quan sát kỹ xong, liền nhận biết đúng như đắc, đúng đắn. Nên về chánh kiến thế gian đã nói ấy không làm cho chúng sinh được thoát, giải thoát hoàn toàn khỏi các pháp sinh già bệnh chết ưu sầu khổ não thiếu đốt. Vì sao? Vì chánh kiến thế gian đã nói ấy không phải là chánh kiến của bậc chân thánh, không phải là chánh kiến xuất ly, không phải là chánh kiến đi đến cứu cánh, là chánh đắc niết bàn, không đi đến nhàm chán, không đi đến từ bỏ, không đi đến an tịnh, không đi đến tịch diệt, không chứng thông tuệ, không thành tựu đẳng giác, không đạt tới niết bàn, mà còn đưa đến các pháp sinh già bệnh chết ưu sầu khổ não thiêu đốt. Biết như vậy rồi, đối với pháp thế gian sinh tưởng sợ hãi, đối với pháp xuất thế sinh tưởng an tĩnh, và đối với pháp thế gian sinh tưởng sợ hãi nên hoàn toàn không chấp thủ, do không chấp thủ nên không mong cầu, do không mong cầu nên bên trong chứng được cứu cánh niết bàn. Chứng như vậy xong liền tự thấu tỏ, sự sinh của ta đã dứt, việc hạnh phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Cũng vậy, các ông đối với chánh kiến thế gian đã nói ấy, nên suy xét kỹ, lường tính kỹ, quan sát kỹ. Thế nào là chánh kiến xuất thế gian? Nghĩa là trí nhận biết khổ, trí nhận biết nguyên nhân của khổ, trí nhận biết khổ diệt, trí nhận biết con đường có thể đưa đến diệt khổ. Như vậy gọi là chánh kiến xuất thế gian. Các thánh đệ tử đối với chánh kiến xuất thế gian đã nói này, nên suy nghĩ kỹ, lường tính kỹ, quan sát kỹ, nên vào chánh kiến xuất thế đã nói ấy, để có thể làm cho chúng sinh hoàn toàn thoát khỏi những pháp sanh già bệnh chết, ưu sầu khổ não thiếu đốt không. Quan sát kỹ xong, liền nhận biết đúng đắn, nên vào chánh kiến xuất thế đã nói ấy, có thể làm cho chúng sinh hoàn toàn thoát khỏi những pháp sanh già bệnh chết, ưu sầu khổ não thiếu đốt không. Quan sát kỹ xong, liền nhận biết đúng đắn, nương vào chánh kiến xuất thế đã nói ấy có thể làm cho chúng sinh hoàn toàn thoát khỏi những pháp sinh diệt bệnh chết ưu sầu khổ não thiêu đốt. Vì sao? Vì như chánh kiến xuất thế đã nói là chánh kiến của bậc thánh, của bậc chân thánh, là chánh kiến xuất ly, là chánh kiến để đến cứu cánh, là chứng niết bàn, để đến nhàm chán, đưa đến từ bỏ, đưa đến an tịnh, đưa đến tịch diệt, chứng thông tuệ, thành tựu đẳng giác, đắc niết bàn, vượt qua tất cả những pháp sinh già bệnh chết ưu sầu khổ não thiêu đốt. Biết như vậy rồi, đối với pháp xuất thế gian sinh tưởng tôn quý, đối với pháp thế gian sinh tưởng chấp thấp kém, đối với pháp xuất thế sinh tưởng tôn quý nên liền sinh hoan hỷ, do sinh hoan hỷ nên tâm an vui, tâm an vui nên tâm được khinh an, thân khinh an nên cảm thọ sự hỷ lạc, cảm thọ sự hỷ lạc nên tâm được tịch định, tâm được tịch định nên tri kiến đúng đắn, tri kiến đúng như thật nên nhàm chán từ bỏ, càng nhàm chán từ bỏ nên ngay khi ấy lìa tham dục, lìa tham dục nên được giải thoát, được giải thoát nên tự thấu tỏ, sự sinh của ta đã dứt, phải bạn đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn ta sinh nữa. Cũng vậy các ông đối với chánh kiến xuất thế gian đã nói ấy, nên suy xét đúng đắn, nên lường tính kỹ, quan sát kỹ. Như vậy gọi là hai loại chánh kiến, nên suy xét đúng đắn, nên lường tính kỹ, quan sát kỹ, thì có thể đắc điều chưa đắc, thông điều chưa thông, chứng điều chưa chứng,
có thể vượt khỏi ưu sầu, diệt hết khổ não, hội nhập chánh lý, đạt cam lộ cho đất niết bàn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhắc lại nghĩa này và nói kệ: có hai loại chánh kiến, thế và xuất thế gian. Người trí suy xét đúng có thể giúp các khổ, suy xét kỹ thế gian liền sinh tưởng tôn quý, tâm hoan hỷ an vui, do đây được khen an nên an lạc tâm tịch định, tâm định sinh giác chi, tri kiến bốn lẽ thật, thấy thật đoạn các nghi, hết nghi không chấp thủ, thoát khỏi tất cả khổ, chứng niết bàn vô thượng. Bà kể tới tất kinh phần bản sự ở trước, thí từ cùng tập hội như bất như học chung, hành tướng tương vi tử nhiễm tịnh cùng hai kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.